cá voi á, ông được đó, nhưng mà xưa mình kêu là ông được. Mà chú có bắt được không? Bắt lần sau mình bắt. Đâu dám bắt đâu. Cái ông rất là hiền á, lại kêu không được, đua không được. Là lúc đó là chú còn nhỏ, bao nhiêu tuổi chú thấy chú? Đó, ráng lắm là 6 7 tuổi vậy. Dạ. Lúc tắm sông còn nhỏ nhỏ, dân quê mình đó mà thấy mé. Là đua không được, đua ngoài, đua với ghe ngoài đó luôn. Mình tắm cặp mé vậy đó là giỡn với ổng, nói ngược đua ngược coi là ổng ngoại ổng cũng đua, mình chạy trên bờ ổng cũng đua theo vậy. Ờ đinh dữ. Trời ơi, nghe tiếng người, nghe tiếng người luôn. Còn ngày xưa nghe nói sông Dầm Nao á là cái nhỏ thì không có lớn, ở dưới sông thì cá sấu cá mập, còn trên bờ thì cọp với hổ là có. Đó là cái truyền thuyết hồi xưa đó, thời đời đại cái đó mình biết mấy trăm năm về, mấy trăm năm về trước thời đầu của Ngọc Ngọc Hầu á. Dạ. Theo cái truyền thuyết của cái sử để lại chứ lúc đó mình nhỏ béo nghĩa gì biết. Dạ. Thì Iran đó, ông ba cũng có kể lại trước. Hồi lúc mà mấy ông đi kể nói là mà ở cái sông này bị ngang chứ. Nhỏ lúc đó nhỏ che mấy ông kể là che giống luôn. Che nó quặt ngang được luôn không? Được. Quặt ngang là đi luôn đó. Cá mập rồi kia là bị gì hồi xưa kể lại là cái đầu kinh con Ngọc Hầu đó, khi mà mấy ông trốn về đó. Dạ. Lội ngang sông đó là sợ lắm. Giống như cái mần này trốn về cái nó xấu rồi cặp đầy đủ. Xấu cợt hồi xưa mà đừng rậm không chứ đâu mọc dù cờ gì đó mình cũng không biết. Mà đó cá gì lắm mà theo cái đời của tôi biết là cũng cá nhiều rồi nhưng bây giờ xung điện đồ làm quá đó. Đời của chú là chú có thấy cá mập không? Mấy con bắt dính luôn hả lưới dính nhỏ thôi ha, nhỏ chứ không có bự 10 ký. Vậy là mấy chục năm mà mấy đây chục năm á chứ còn năm mà có còn cái chú một lần chú có dặn cá hô nữa hả chú? Dặn cá hô là anh tôi là với ông Hai Hón đó. Dạ. Tôi thì không có dặn, tôi dặn bông lao. Dạ. Còn cái lưới đó. Cái lưới không biết còn không, còn ai còn không? Lưới đó, đó bây giờ không có lưới bông lau bỏ. Mình coi cái thời dân cá ngày xưa người ta mà mình không thấy cái lưới, không biết cái lớn. Lưới đó thì bằng ly lông. Mặt đường này 5.5 tấc, 5.5 tấc về đây nè, đó gì nè. Trời ơi. Cái lỗ đó hả chú bị nghe lỗ, hả? Lỗ 5.5 tấc bự vậy ta. Ừ, gì chứ con ngao hồ mấy trăm ký. Cộng chỉ nó nhỏ hơn cộng này chứ. Vậy là gần bằng ống hút luôn. Chịu mới nổi chứ còn thôi mấy trăm ký nó vô. Vậy mà còn cắn đít. Nó là cắn. Nó không có cắn, dính là dính. Dính là dính. Nó với cá đuối. Nó đít là lý do nó vô chỗ này. Hồi đó thời của tôi còn nhỏ nhỏ 15 17 tuổi đó là thời đó là cá còn nhiều lắm, cá hô mấy ông văn dèo cái mé nhóc mà thời đó con cá đó đâu có quan trọng gì đâu. Là phải quá nhiều cái gì chứ bình thường vậy thôi, bán không bán cũng bình thường chứ đâu phải như bây giờ. Giờ dính được cá hô vậy làm giàu chú. Lúc đó mà gặp từng chứng kiến gặp lại cá hô mà bự nhất ở đây là bao nhiêu ký chú? Chú với chú ba nè, ông này cũng là 24 có nhiều chứ còn 200 rồi chứ cá đuối 90 trăm rồi kia phải cái đó thì nhiều 130 140 hiếm á chú, cũng có nó cũng dính. Có dạ. Từ gió đổ lên là nó cũng cái dạng vậy đó, ngộ vậy đó. Vậy trước đó giờ chú ba dân hay bắt cho dính được con nặng nhất là nhiêu chú ba? Được con 9 mấy ký. Ồ, 9 mấy ký là cách này bao nhiêu năm rồi chú ba? Lâu nó đi thăm với mày bởi vì hỏi luôn cái vậy rồi là mình không có nhớ, là nó hỏi năm bất tử làm nhưng mình cũng không có nhớ được cái đó, mình đã đọc lên trước rồi hỏi cách đây bao nhiêu năm là được rồi. Chi nhiều nhiều khi còn nhớ cách đây bao nhiêu năm đó là dính gần 2 giác là cái trục con. Nghe hay quá, gặp hai chú nghe kể lại về mấy chục năm về trước. Như cái hồ là 30 năm. Cá mà trong những thằng cũng nhảy lên. Nước mà nó vừa ấy mà nó nhảy, ông nó nhảy ông thấy luôn hả? Trời ơi. Nhào nó nhảy. Nhào lên ông nhìn ông thấy luôn vậy đó. Mà chỉ tập trung cái chân vị trí gần gần lên cận đây thôi phải không? Ngay cái đó là nó nhiều nhưng mà nó ngay cái bún đi ăn đi lên đi xuống ở đây có nữa. Dạ, hai bên này chở xuống nhiều nhất tại trung tâm chỗ sập rồi. Dạ. Là cái chỗ đó nó sao? Đó là chỗ đó là giữa cá dữ lắm. Cái ông Nược thì cũng xuất hiện vòng vòng đó luôn hả? Gì cũng lên tới đây. Ông Nược cũng ở tứ tùng hết trơn chứ phải ở biệt có chỗ. Sao ổng có vô lưới đó, ổng dính một con nó chết. Ở dưới là chắc sông nào nó có một cái hố sâu như nè, cho nên là cá bóng nó mới sống dưới. Cái chuyện đó mình là không có sướng mình cũng không biết. Không biết ha. Chỉ nghe nói thôi. Nhưng mà nghe mấy ông già xưa kể lại lúc mà mát trời đó, thấy mấy ông trần lên đó thì người lên nặng ứng mát cái gì đó không biết. Cái tuổi của tôi thì có nghe kể chứ không chưa thấy à. Dạ dạ. Chưa thấy thì mình không thấy chứ còn kể rồi anh bè anh em kể. Anh em ở gần đó mà kể. Anh em ở bển đó. Hiện tại giờ cái mấy cô mấy chú bác mà ở tại sông Dầm Nao này còn đánh bắt mà cá hô hay là cá bông lau nó không chút?
tuyệt chủng luôn, không còn lao cá hô là hết, không có còn bắt nữa, cá hô là không còn ai không lao thì còn bắt chứ cá hô là hết luôn. Hết luôn, cá hô là nghỉ rồi, nghỉ hết luôn. Quá rồi cào điện nó cào hết trơn luôn, hồi xưa nó được ở rồi bây giờ dưới sông mình vậy thì chủng cá gì lắm, quá cào, nghĩ cấm cào không được. Còn hai đẳng nói là dưới chỗ chỗ đó là hổ, chỗ hổ đúng rồi, đấy. Hổ sống của nó cá các loài cá nó hổ luôn. Là sao chưa biết mà đông hay là cái chân chỗ cái ngã ba đấy hả? Ngã ba nè, xuống dần kia với mấy chủ câu đó. Tại vì ở dưới chắc cũng còn nhiều mấy cái ghe ngày xưa nó chìm mới đó, rồi không ai dám lặn hang cũng đâu có. Bây giờ nó lặn nước yếu nó dám. Nãy chú chia sẻ là lặn ở dưới là gặp một chiếc ghe khoảng mấy trăm hai trăm năm ở dưới. Ghe đá còn hiện tại giờ vẫn còn, vẫn câu cái đầu dính. Còn nãy chú chia sẻ. Còn di tích ở dưới á. Đá nè nè đích thân chứ ba là ông mất kẹt rồi lấy nặng ha. Không phải. Đó anh em thợ là mình thợ lặn nó nói chứ mình đâu nói sao mình nghe vậy. Di tích chiếc ghe. Ghe bằng chèo mà chiếc ghe chài bằng chèo ngày xưa mà chở đá cục bằng tròn bự gì nè. Đó thì xe đó, nó cũng ôm bây giờ nó cũng vẫn nằm ở gần tâm vẫn còn nằm dưới đá ai lấy đá đâu có cao dài quá trời lấy đá nó hồi đó đi chứ dùng sủng mà bây giờ làm như thế nó chài bớt cũng bằng hơi vậy là ghe chìm ở dưới đều lấy được hết sau này là đều lấy được hết hai chú vì gì thời trước không có thợ lặn người ta bỏ chứ sao thì có thợ lặn rồi chỗ nào sâu quá thì nước chảy nó lặn không được rồi chìm ở đây có một chiếc ghe sắt đó lấy cái sông này nè mới lấy lên cũng ngủ rồi dạ, mấy tháng đi đâu lại thợ lặn lấy chơi cẩu bị sắt mà nhiều lắm mà bây giờ nhiều thợ lặn lắm mà đông xiên mình cũng có đội chạy mới cẩu lên mấy tháng đi đâu vai sắt có một lần có đội thì chị lấy chiếc xà lan ở đây là có cần hơn không thấy cái xà lan mà sắt chở gì vậy mà đi ngang mà lại cái cua mà mẻ mà nó vẫn lật đó không thấy không đó nó lật mấy trăm tấn chứ đâu phải cái lực của nó mạnh hơn mấy trăm tấn quá wow. Của sao nào mấy trăm tấn mà không hiểu cái lượng sấy hút nước đó là phải có cái chỗ mà để nó thoát nước cái lượng nước sấy đó sấy đó thì đâu có đi gì dữ không biết gì chỗ nào mà không biết vậy y tôi nói là giống như cái sấy giống như cái bơm nước lớn không sấy dạ. Như cái quạt ông dạ, cái đó thì mình hiểu ông nào chạy nước cái nó thấy vậy đó dạ. Đó ở ngoài nữa ở trong đó nó nhỏ còn ở ngoài thì xong thì nó bao la nó bự dạ. Thì cái bơm nước cái ống bọng á bơm nước thì mình thấy mình hút nó hút nước ống bọng thì nó mới sấy còn cái dòng sông này ngay ngã ba thì cái ở dưới nó hút bằng cái đi cái đường nào mình không hiểu cái chỗ đó cái đó là mấy cái ngộ kỳ bí cái chỗ đó ví dụ người ta chảy thôi ta chảy như gì ta đùa sao mà người kia nó sấy sao vậy ăn gì đó ngoài sông nó lớn bao la cái này mình tưởng tượng ra giống như là ở dưới nó có một cái hang bọng bự thiệt bự nó hút cái lượng nước đó nó mới sấy vậy mình tưởng tượng cho mình nghĩ vậy chỗ đó đâu ra vậy như cái chỗ tàu mình biết liền đủ mấy lục bình ở đây nó hút một cái nó đi thăm thẳm bên kia nó hút cái là trời tốt ở dưới này rồi như phải anh hút sâu dưới đi đường dưới không phải đi nghe tới cái sông Dầm Nao là ai cũng cùng mình đó là đi ngang nhiều người chủ ghe mà sự thật đó là vậy đó còn những cái gì đồn khống thì nhiều người tin sợ lắm kìa dạ đi ngang cái roi mình là phải cúng rồi mới đi ngang mấy tụi ở đây mấy tụi cứu mát nước chiếc ghe cát ghe đá rồi dữ dội đúng không coi chứ ở đây có tiếng mà cũng sợ ghe xuồng sợ nghe sợ rồi thêm cái kỳ bí cuốn sách của Đức Phật Thầy để lại nữa đó là gì Đức Quỳnh Giáo Chủ ông nằm chèo nữa nằm dưới nữa nghe ở ngốc thiệt nếu mà kia bí quyết thì lắm luôn ghe đó không sợ chứ thấy ghe dưới rồi câu hết mình xin dừng clip tại đây nha cảm ơn quý bà con cô bác anh chị em đã theo dõi.